Nói chung là những ngày tháng qua ra Sài Gòn mới biết mình là ông chủ của cái đất nước này như thế nào, công dân của đất nước mình như thế nào, quang vinh của đảng của chúng ta ra sao, nhiệt huyết của những người lãnh đạo, nhiệt huyết của công an chăm sóc người dân như thế nào. Mình được cảm nhận hết luôn à. Còn cái chế độ này, cái xã hội này nó còn đáng để tồn tại hay không thì do ý thức của người dân chúng ta thôi. Năm 1979 sao nhỉ? Trung Quốc đánh biên giới ở chỗ Việt Nam chúng ta, đánh 6 tỉnh người Việt Nam chúng ta, giết hàng ngàn người Việt Nam chúng ta. Lợn của nó là gì? Gặp người Việt Nam giết sạch, hiếp sạch. Tôi đang nói là tôi đang live stream mà không có ai điện thoại gì hết nhá. Giết sạch, hiếp luôn, hiếp xong giết luôn. Việt Nam chúng ta quan ngại, đấy là từ Trung Quốc không dám ghi vào trong lịch sử chiến tranh biên giới. Các chiến sĩ ở đảo Gạt Ma, Trung Quốc có bắn ta bằng đại bác, chúng ta phải bắn lại bằng tình hữu nghị. Kết quả tất cả những người lính ở chỗ đảo Gạt Ma chết sạch. Trung Quốc đem giàn khoan HD vào Việt Nam cướp dầu người Việt Nam chúng ta, Việt Nam chúng ta quan ngại, đang bị mất đi tài nguyên của người Việt Nam chúng ta, còn bị các ngư dân ra ngoài Biển Đông vỗ trúng lãnh thổ của mình, đánh cá trên Biển Đông, trên vùng lãnh thổ của mình, còn bị tàu lạ mà tàu Trung Quốc nó bắn giết, Việt Nam chúng ta vẫn quan ngại. Trung Quốc đã chiếm hoàn toàn Hoàng Sa, Trường Sa. Bây giờ các bạn lên Google Maps các bạn ngó, không thấy Hoàng Sa, Trường Sa nữa. Trung Quốc đã hoàn toàn kiểm soát, quân đội Trung Quốc đã vào Hoàng Sa, Trường Sa hết rồi. Giờ đừng có nói với tôi là Hoàng Trường Sa là như thế nào. Trước mắt là ở Việt Nam chúng ta đã mất rồi. Việt Nam chúng ta vẫn quan ngại, đưa những cái quốc hội lên bù nhìn. Bù nhìn, đừng vì mấy cái hòn đảo nhỏ bé đấy mà cắt đi tình hữu nghị. Bạn vàng bốn tốt 16 chữ vàng gì gì đó. Dân chúng của chúng mày cướp đất, đầy đọa con dân không có đất, không có nhà mà ở. Chúng mày có đất, chúng mày đi bán, đi cho thuê, cho ngoại bang thuê. Cái sự lãnh đạo tài tình của chúng mày là các bạn nó coi trọng Trung Quốc như thế nào rồi đó. Mở cửa khẩu cho Trung Quốc vào Việt Nam, không kiểm tra visa. Trung Quốc bây giờ tràn lan ở chỗ Việt Nam là các bạn biết là nó coi trọng Trung Quốc như thế nào ở trên cái chỗ vùng lãnh thổ của Việt Nam. Người dân xuống đường biểu tình chống Trung Quốc, điển hình như là năm trước ở ngoài nhiều chỗ biểu tình về Hoàng Sa, Trường Sa thì bị công an lực lượng đánh bỏ tù, đánh cả đổ cả máu. Gần đây với những cuộc biểu tình chống về cái ba cái đặc khu này, đừng có nói tôi là không phải là Trung Quốc. Nếu các anh tìm hiểu kỹ, ba cái đặc khu này đã bán từ lâu rồi, đã cho thuê từ lâu rồi. Phải có nguồn tin chính xác từ trong nội bộ đảng đưa ra thì mới, người dân mới biết rõ là đúng là Trung Quốc, thì những cuộc biểu tình này nó mới diễn ra. Thì vẫn bị đàn áp, có đàn áp, có bắt bớ, có bỏ tù, có cầm. Còn cái sự lãnh đạo, còn cái sự quan tâm của phía bên công an, ở phía chính quyền như thế nào thì nó coi người dân mình không ra một cái gì đâu. Ở ngoài nó là nói là quang vinh chăm lo cho dân, do dân mà vì dân. Chính tôi chứng kiến đây, cái điều đầu tiên là tôi ở chỗ công viên Phạm Phú Não, tôi hoàn toàn trong cái ngày đấy, kể cả ngày 10 tôi xuống đường tôi biểu tình ôn hòa, tới ngày 11 tôi không phạm một cái lỗi gì trong hiến pháp và luật pháp của Việt Nam. Nếu mà các công an mà bắt tôi ở chỗ tôi ở chỗ công viên, ở chỗ Phạm Phú Não, Phú Não tôi không biết, tôi ấy không biết đường ở chỗ ngoài Sài Gòn, các anh bắt như thế là bắt cóc chứ còn là cái gì. Các anh bảo nó có bằng chứng để quy tôi vô cái tội gì? Nếu mà chưa đủ bằng chứng, chứng cớ hay cái kiểu gì mà các anh bắt người như vậy là bắt cóc, đưa lên xe vô đồn đánh tôi nữa hả? Còn bảo tôi có nhìn thấy không?
thế yếu. Tao ngã mà, tao đâu có đánh đâu. Tự va vào nắm đấm của mày cái gì, hay là tự va vào cái chân của mày cái gì, đúng không? Rồi để tôi kể. Nói chung là tôi bị nhốt ở trong trong đồn công an, thì nó đưa tôi ba chỗ phạm đồn công an Phạm Ngũ Lão, cả bên chỗ Tân Bình với cả bên chỗ gì Phùng Hưng gì mà B gì tôi không biết. Đồn công an chỗ cuối là đồn công an An Ninh, nó bảo nó tạm giam ở đây tôi ở đấy là 3 ngày 3 đêm. Trong khi tôi vẫn chưa biết tôi phạm cái tội gì. Cái tội của tôi ấy là tội yêu nước. Tôi không muốn Trung Quốc thuê ba cái đặc khu này, dù tôi biết là các ông đã ký kết từ lâu rồi. Tôi xuống tôi phản đối những cái ký quyết sai của các ông. Nếu các ông làm đúng thì tôi chẳng xuống làm cái gì. Biểu tình ấy là thể hiện cái chính kiến, cái ý kiến của người dân. Các ông đừng có đánh cháo khái niệm. Các ông không bắt bẻ gì được tôi đâu, như những người khác vô. Ôi mẹ mới đi biểu tình, mới đi báo loáng á. Những người dân Sài Gòn, tôi nghe giọng tôi biết ở đâu. Một số là người miền Bắc, nhưng đa số là người miền Sài Gòn, mà người Sài Gòn đi theo chế độ cộng sản á. Ôi mẹ mới đi biểu tình, mới đi báo loáng, mới đi phản động, mới đi như này đi như kia. Thì những cái người mà chưa nắm bắt được cái khái niệm là biểu tình. Khi các bạn xuống đường, các bạn đi biểu tình thì các bạn phải nắm bắt được cái khái niệm biểu tình là gì. Biểu tình hoàn toàn là đúng. Chúng ta đi phiên diện ôn hòa, chúng ta không có kích động bạo động một cái gì hết. Cho nên nhiều người mà nắm bắt chưa được luật, với cả chưa nắm bắt được cái khái niệm là biểu tình, thì vô trong đồn công an nó dễ bị bắt bẻ lắm. Y như tôi này, nó bảo mày đi đâu ấy, mày xuống đường mày đi đâu à, và tôi đi biểu tình lờ luôn. Nhiều người mà yếu lý yếu luật mà không nắm bắt được những cái số mà biết mà biểu tình là gì ấy, cả mình đi ra sao các thứ ấy, thì các bạn dễ bị vu vô mấy cái tội bạo động bạo loạn các thứ gì đó. Cái nắm bắt chắc cái lý là chúng ta đi biểu tình ôn hòa cho đất nước, cho dân tộc này, phản đối lại những cái quyết định sai. Tôi dám cá các bạn vô đấy, các bạn chẳng bị làm sao, y như tôi không? Nó chẳng y quy kép ép tôi vô cái tội được gì ấy, vô cái tội gì. Tôi nói thẳng, tôi từ đơn dương xuống đây tôi y biểu tình. Tôi phản đối lại những cái quyết định này từ trong bộ máy nhà nước. Tôi chẳng làm điều gì sai ấy. Cái sai là sai của các anh. Đầu tiên các anh giữ người, các anh bắt người, các anh còn đánh người trong đồn công an. Y như cái ông vì sau có anh gì làm việc với tôi ấy. Nói chung là nói chuyện cũng lịch sự thì mình cũng lịch sự lại thôi. Mình phủ đầu trước, mình bảo à, tôi công nhân anh ấy, cũng nói chuyện là cũng được. Anh ấy là người giám cát thì các anh là công an. Các anh là công an, các anh là những người bảo vệ pháp luật, bảo vệ hiến pháp. Là các anh người, các anh là phải anh hiểu về luật pháp. Mà các anh còn đè lên pháp luật, các anh còn đè lên luật pháp, các anh đè đầu cưới cổ người dân, thì các anh còn xứng đáng là mang cái danh công an không? Công an nhân dân không? Cái điều đầu tiên, anh giữ người như thế này là có đúng luật pháp không? Trong khi tội danh của người ta là như thế nào? Sao anh cứ đè ép là người dân phải vô cái tội này, vô cái tội kia? Cái chế độ gì nó như thế này? Bộ máy nhà nước này làm việc như thế nào? Toàn tìm mọi cách để lừa dân, để ép dân vô một cái tội gì đấy. Các anh bảo là các anh bảo vệ cho công lý, các anh bảo vệ cho người dân. Khi người dân chúng tôi này, tôi bị đánh trong đồn công an này này, tôi bị những người công an bị đánh này, các anh lé hết sạch. Và làm sao? Các anh đang bảo vệ cho người dân, hay các anh đang quy chụp tội cho người dân để bảo vệ cho những người công an đang làm sai luật đấy? Thì các anh là cái gì? Các anh làm cái gì? Nhiều người bảo chúng tôi ăn tiền thuế của nhân dân này, chúng tôi là từ dân ra này, chúng tôi phục vụ cho tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tôi chỉ nói về cái vấn đề đấy thôi. Tôi chưa biết tôi là phạm cái tội gì mà các anh bắt tôi, các anh đánh tôi,
căn hồ dã các anh sỉ nhục tôi nữa. Còn những các anh làm sai tôi cũng lên án, các anh lại lé đi. Thế cái công lý của Việt Nam ở đâu? Công lý của Việt Nam ở đâu? Cái pháp luật của Việt Nam làm cái gì? Tôi biết các anh đang theo dõi trên live stream này của tôi có. Tôi đi ba chỗ đồn công an, các anh biết mặt tôi hết sạch. Tôi bảo tôi đã công khai minh bạch mọi thông tin. Tôi chẳng có cái gì che giấu vì tôi đang làm những cái điều công lý sự thật, chân thật. Tôi có cái gì che giấu đâu. Cầm được cái điện thoại của tôi khoái chí là bảo là chắc là mày như thế này mày như thế kia. Đấy, cầm kiểm tra thoải mái, tôi có cái gì. Tôi sống vẫn đúng theo hiến pháp luật pháp của Việt Nam thôi. Vẫn tuân thủ luật pháp của Việt Nam thôi. Còn các anh có tuân thủ không? Các anh đánh người, các anh bắt người. Mà các anh bảo là các anh đang bảo vệ luật pháp, các anh đang bảo vệ cho nhân dân đây hả? Đúng là thiên đường xã hội chủ nghĩa có khác. Cố tìm mọi cách để quy chụp tội cho người dân, trong khi lại làm sai pháp luật, còn bảo vệ ngược lại những người công an đang hằn hạ, đang đánh đập nhân dân. Nếu các anh ấy mà chăm lo anh người dân thật thì thanh trừng bộ trong cái bộ máy, trong cái nhà nước này, thanh trừng đi, loại bỏ đi những cái con sâu. Đằng này các anh nghe cơm người công an đánh người nhân dân, các anh không thèm quan tâm. Chẳng nhẽ công an được quyền đánh nhân dân à? À? Trong khi người dân không phải là tội phạm, không phải là cái gì. Các anh còn bảo vệ những người công an đánh đập nhân dân là làm sao? Là làm sao? Ai cho các anh cái quyền đấy? Cái áo của các anh đang mặc, cái điếu thuốc của các anh đang hút, cái ly nước của các anh đang uống, mà tất cả đồng tiền thuế của nhân dân chúng tôi đóng vào. Các anh là những người bảo vệ nhân dân, bảo vệ cho tổ quốc, mà các anh còn đi ngược lại. Các anh bảo tôi là phản động, tôi nói, tôi giải thích cho các anh biết, tôi bảo phản động mà đi ngược lại những lợi ích của nhân dân, đi ngược lại những lợi ích của tổ quốc. Các anh hãy xem lại những cái hành động của các anh đi. Các anh mới đúng là phản động. Cái điều đầu tiên các anh quy chụp cho tôi vào, các anh bảo là mày phải phạm mô cái tội này, phạm mô cái tội kia, thì các anh mới đủ bằng chứng để các anh giam giữ tôi cái gì. Trong khi các anh cũng đang phạm tội mà các anh không giải quyết tội của các anh, mà các anh còn am hiểu về luật pháp, các anh là những người công an đấy, các anh có biết bảo vệ cho công lý không? Cái công lý ở cái chỗ Việt Nam mà quy chụp tội cho người dân, để bảo vệ cho cái chế độ này, bảo vệ cho cái đảng này đang làm sai pháp luật, đúng không? À, chế độ cái xã hội chủ nghĩa của chúng ta nó là như vậy đó, nó quang vinh như vậy, nó vĩ đại như vậy đó. Tôi nói thật cho các anh biết, ngày mùng 10 tôi xuống đường, như do ấy, là những người đi gần cạnh bên cạnh tôi, họ quan tâm đến tôi, họ cho tôi ăn, họ cho tôi uống, họ rất thân thiện với tôi. Họ bị bắt trước mặt tôi, họ bị đánh trước mặt tôi. Đến tối tôi về tôi ngồi, tôi nghĩ và tôi ngồi nhà tôi an toàn như thế này. Còn những người kia giờ ra sao, họ đang ở đâu, họ có bị làm sao không? Nó đánh vào cái lương tâm tôi. Thà rằng như ngày mùng 10 tôi bị bắt luôn đi, để vào đấy cùng chịu những cái nỗi đau cùng với những người bị bắt trong đoàn biểu tình. Sang ngày hôm sau tôi quyết đi theo những đoàn biểu tình, tôi đi tiếp, để cho các anh bắt, các anh đánh như nào tôi không quan tâm, để tôi giải thoát cái lương tâm của tôi. Thì sang ngày hôm sau các anh nói chung có theo dõi tôi, để lựa tôi vô trong địa điểm nào để bắt. Đã bảo rồi, cái chế độ này, cái xã hội này nó như vậy, luôn tìm mọi cách để quy chụp tội cho người dân, để bảo vệ cho cái đảng này, bảo vệ cho những người đang làm sai. Đấy, các bạn thấy, các bạn biết rồi đấy. Còn cái chế độ này nó đáng còn để tồn tại hay không ấy, do chính các bạn tự biết.
Do chính các bạn tự biết không? Tôi cũng kêu mọi người xuống đường. Xuống đường bằng cái ý thức hệ của mình, ý thức của mình. Mình cảm nhận được cái hiện tình đất nước, mình cảm nhận được cái hiện tình ở cái chỗ Việt Nam. Nếu các bạn chấp nhận cái sự ngu dốt cai trị, chấp nhận những sự khốn nạn, chấp nhận những sự bất công cai trị trên đầu của các bạn, trên người của các bạn, thì các bạn cứ việc ở nhà. Và đến lúc một ngày nó bất công tìm đến với cả các bạn, thì các bạn đừng có than thân trách phận, các bạn đừng có kêu gào cái gì. Vì chính các bạn đã chấp nhận. Như tôi đây, tôi không có chấp nhận, tôi xuống được. Mình cũng ở diễn đàn live stream này để mình biết cho mọi người biết là mình an toàn. Bây giờ hiện tại là mình đang ở nhà. Hôm qua mình cũng ở ngoài Sài Gòn, mình đang tính live stream rồi, nhưng mà mình có điện thoại nói chuyện với cả cha Tân. Cho nên là thôi mình mệt, mình nghỉ. Cho nên mà mình ngủ từ trên xe ngủ về tới đây thôi, mới ngủ dậy. Mình lên mở cái diễn đàn live stream này để cho mọi người biết. Còn tôi khẳng định ở mọi người luôn, nếu một khi mà mọi người đã biết nhân quyền là gì ấy, một khi các bạn đã biết nhân quyền là gì thì các bạn biết rồi đấy. Ở Việt Nam không hề có nhân quyền. Cứ thử một lần xuống đường ấy, cứ thử một lần để bắt đi vô trong đồn công an ấy, rồi các bạn biết cái khái niệm nhân quyền là nó như thế nào. Những cái lời né của những cái người đã bảo vệ nhân dân như thế nào, nó coi chúng ta như súc vật. Nó nói thẳng luôn là đủ mẹ mấy cái thằng súc vật này á, đem đi bán chết cái mẹ nó đi. Đấy, nó coi người dân đấy, nó coi người dân chúng ta ra bài đấy. Nó bắt lê đi, nó bắt nó kéo nó lê như con súc vật đấy, nó coi người dân chúng ta đấy. Còn công an trá hình nữa cơ. Khi mà tôi làm việc ở trong đấy, những người công an an ninh, những người cấp lớn, thì tôi mới biết được ấy, những cái lực lượng mà đi chìm ở trong cái số đoàn biểu tình là toàn những người như vậy ấy. Họ đi vô đấy, họ chụp hình để họ nắm bắt một số người để họ đi ngày 10 ấy, thì họ cứ đi trong đoàn, họ chụp hình các thứ gì, họ nhắm bắt được ai họ bắt. Còn những người mà họ đã để ý rồi thì dán cá sang ngày hôm sau, dù cỡ nào họ cũng bắt về thôi. Cho nên mà ở công viên Phạm Văn Đáo tôi cũng bị bắt hay không, ở ngoài Sài Gòn tôi bị bắt hay không thì về đây nó cũng bắt tôi thôi. Thả bắt luôn ngoài đấy luôn cho anh nhanh. Tôi bảo tôi sống cho chân lý, tôi sống cho sự thật, tôi sống cho công bằng. Chẳng có gì tôi che giấu ấy. Thích bắt tôi bắt lúc nào cũng được. Tôi có đi che giấu, tôi có đi trốn chui trốn nổi gì đâu. Nó bắt mà nó còn dùng những cái ngôn từ mà nghe là biết là đúng là nó là đầy tớ của nhân dân. Tao thích, tao thích tao bắt đấy, làm gì được tao, nó có nói vậy luôn đấy. Đó, những người công an, những người đang bảo vệ Việt Nam, bảo vệ hiến pháp, bảo vệ công lý Việt Nam, tao thích bắt. Vô trong đồ nó đánh mà có ai thấy tao ngã mà. Là người dân tự lao đầu trong năm đấm mà. Cái đấy các bạn đọc báo các bạn biết làm gì. 3 ngày 3 đêm nó kiểm soát tôi, nó tạm giam tôi. Đi đâu nó cũng theo, đi đái nó cũng đi theo, đi cái gì nó cũng đi theo. Thế nào mà anh Nguyễn Hữu Tấn lại tự cắt cổ trong đồn công an 3 phát vào cổ. Đấy, các bạn xem đi. Đấy các bạn cứ xem đi. Các ai chưa biết vụ ăn Nguyễn Hữu Tấn, cứ lên mạng các bạn gõ từ Nguyễn Hữu Tấn, cắt cổ trong đồn công an. Mình phải vào trong chỗ đồn công an thì mình mới biết ở trong đấy nó như thế nào, cái sự quản lý ở trong đấy nó ra sao. Mà tôi khẳng định rằng những cái điều tôi đang nghĩ, những điều gì tôi đang nói hoàn toàn là đúng. Y lần trước tôi nói thôi, những lời tôi nói của tôi là đúng thì các bạn hãy tự suy nghĩ rồi đưa ra cái quyết định của mình. Nếu mà tôi nói sai, tôi mong rằng ai đó lên phản biện.
Y như lần trước cái anh gì mà tôi yêu Việt Nam ấy, lên phản biện cùng với mình ấy, là mình biết là công an ăn lên luôn. Tôi nghe những cái ngôn từ đấy là tôi biết. Tôi nghe những ngôn từ đấy và tôi biết là công an ăn lên. Nhưng mà nó vẫn lên nó bảo đâu đâu phải công an, đâu phải cái gì. Ngôn từ đấy chỉ có từ trong công an mà ra thôi. Nào là Việt Nam chúng ta chưa có luật biểu tình, Quốc hội chưa thông qua. Thì nó vô tôi lên với tôi ngồi nói chuyện với nó quy tính quy chụp cho tôi là bạo động hay là bạo loạn hay là gây rối mất trật tự. Tôi bảo không, bạo động phản động hay là bạo loạn ấy, nó là vấn đề khác. Tôi đây nó nói tôi đang đi biểu tình, nó ghi vô trong cái ghi vô trong cái bản lời khai, tôi phải quyết định phải ghi vô trong đấy rõ ràng tôi đi biểu tình. Biểu tình là đúng, biểu tình để thể hiện lên cái ý kiến, cái chính kiến của người dân, phản đối lại những cái quyết định sai trái từ trong bộ máy nhà nước. Cái đó là hoàn toàn là đúng thôi. Rồi nó cứ bảo là không, Quốc hội là chưa thông qua luật biểu tình, anh xuống đường như thế là không được. Ở chỗ nào các bạn lên gõ coi, nếu mà Quốc hội chưa thông qua luật biểu tình thì sẽ được ghi trên báo mạng các thứ để cho người dân biết. Ở đây làm gì có đâu. Cho nên những cái người mà đang nói cái khái niệm mà đi biểu tình là như thế này, Quốc hội chưa thông qua, hoàn toàn những người công an an ninh được lệnh chỉ thị từ cấp trên xuống đưa xuống hết để bắt bẻ, để bắt bớ, để quy chụp vào tội cho người dân mà thôi. Các bạn cứ để ý đi. Đấy, y như tôi nói y như bao nhiêu người bị bắt vô trong đồn, người ta còn lén là tôi không có đi biểu tình, tôi cũng đi như này đi như kia, tôi là cảm thấy là đoàn biểu tình này đông vui ra tôi bảo tôi góp vui kiểu như vậy. Cả tôi khác, tôi từ xa tới thì tôi tới đây tôi đi biểu tình chứ tôi đi làm cái gì. Nó bảo là biểu tình là chưa thông qua đấy, mà tôi không biết mà tôi đi xuống đây biểu tình được ghi rõ trong hiến pháp và luật pháp. Còn nó không quy chủ vô tôi là nhận tiền. Đấy bây giờ trên báo chí nó đang là nhận tiền đi biểu tình mất 300 ngàn được một người. Đấy là nó che dối, nó giả dối mà thôi. Chứ tôi nói thẳng các bạn thì nghĩ từ đơn dương tôi ra ngoài Sài Gòn vừa đi vừa về hết 500 mấy. Ra đấy biểu tình một ngày được 300 ngàn thì các bạn nghĩ tôi là người không khôn hay là người như thế nào? Hả? Đi nhận tiền để đi biểu tình, bỏ ra cả 500 mấy, nói chung là cho tiền xe đó. Chưa kể muốn là hết 500 mấy rồi, được 300 ngàn. Kinh doanh đầu tư đi biểu tình lỗ quá. Ba trăm ngàn không đủ tiền xe đi, tiền xe về không được ăn nữa cơ, tiền xe mất không à, lên xe là vừa đi vừa về mất 400, chưa kể anh uống. Cho nó không quy chụp vô tôi được cái là đi biểu tình để nhận tiền. Nó cầm điện thoại tôi, nó kiểm tra Messenger tôi, bảo là mày cái thứ gì nó khoái, nó nghĩ là tôi livestream nhiều chắc tôi có nhiều mối đầu tư kiểu gì ấy. Đấy mày kiểm tra đi, một hàng dài như tôi ủng hộ tiền, nhưng tôi không nhận, nó đọc luôn đấy. Tôi bảo tôi đi xuống đường bằng cái tâm của mình, bằng cái nhiệt huyết, bằng cái tình yêu đất nước của mình. Mà các anh bắt tôi như vậy, các anh đánh tôi như vậy. Đấy, như các bạn thấy không? Trung Quốc đang làm gì ở cái chỗ Việt Nam? Mà người dân phản ứng như thế nào đến phía Trung Quốc? Còn cái bộ máy nhà nước này đang làm việc như thế nào? Những người công an này đang bảo vệ những quyền lợi nhân dân như thế nào? Đang bảo vệ nhân dân như thế nào thì các bạn biết rồi đấy. Nó coi người dân mình như thế nào đấy. Còn cái chế độ này còn đáng để tồn tại hay không thì chính các bạn tự biết và các bạn quyết định. Có thông tin là ở Quảng Ninh đang Vân Đồn Quảng Ninh đang tiến hành dự án lập đặc khu. Thật sự là 3 ngày 3 đêm ở trong đấy mù thông tin, không biết cái gì thông tin ở ngoài hết. Điện thoại nó cầm nó giữ hết, mình không có liên lạc được. Mới đầu nó còn không cho ăn cơ, phải tự bỏ tiền ra để nhờ bảo vệ đi mua. Mà nó bảo nó đang tạm giam mình. Vì sao nó hết tiền thì sao nó không đi mua nữa. Tính không cho những người bị bắt giam giữ đấy ăn.
chúng tôi bảo bây giờ không cho ăn cái gì, là lần sau chúng tôi tuyệt thực các thứ ở trong đây luôn. Lúc đấy nó lo quá, nó phải chạy ra đi mua. Xong thì những cái người chỉ mang cái chức là bảo vệ thôi, dạng là dân phòng thôi, mà vô hạt mẹ nói những cái lời rất là khó chịu. Và nó coi người dân mình ra cái gì đâu. Nó còn bảo là bây giờ ấy, thì chúng mày ở trong đấy, chúng mày muốn đi vệ sinh thì đi cùng một lúc luôn. Thì bị cái chị gì, chị ấy vẽ cho mẹ mỗi người, đâu phải lúc nào muốn đi là đi đâu. Vệ sinh là tùy mỗi người chứ, mà nó còn nói kiểu ấy, nó coi người dân chúng ta không ra cái gì đâu. Thấy không? À, chị Lan, chị bảo gì, đừng uống bò húc toàn hóa chất không em ơi. Ở Việt Nam bây giờ còn cái gì là an toàn? Những người đang bảo vệ như nhân dân, bảo vệ công lý, bảo vệ cho sự thật, bảo vệ cho hiến pháp, nó còn đè lên hiến pháp y lúc mình nói thôi. Cái chế độ, cái xã hội như thế nào, toàn luôn tìm mọi cách để lừa người dân, để quy chụp vào tội cho người dân, để bảo vệ cho những cái gì lúc mình nói hay còn gì nữa. Đấy, còn vụ việc ăn Nguyễn Hữu Tấn như thế nào các bạn biết ở đây, mình ở trong đấy 3 ngày 3 đêm ngủ ở trong đấy, nó phải bắt ra, bật điện lên để nó kiểm tra đi đâu phát là nó phải có người đi theo. Mà làm sao ăn Nguyễn Hữu Tấn tự cắt cổ, đồn trong đồn công an là 3 cái vào cổ, tôi nghĩ không ra luôn. Rồi những cái vụ chết ở trong đồn công an, à, ăn bắt muốn lên à, gửi lời mời ăn bắt. Ăn bắt muốn lên diễn đàn à, gửi lời mời đi ăn bắt. Gửi lời mời đi ăn bắt, em đâu có thấy lời mời của anh không? Gửi lời mời lên trên diễn đàn đi ăn bắt. Trời ơi, từ từ một tí nữa em mới thấy là có ăn ở trên trên máy tính của em thì em thấy rồi, nhưng mà ở ngoài, à đây ăn bắt không có camera. Ăn bắt không có camera. Ăn bắt không có camera. Ăn ok lại đi ăn bắt. Gửi lời mời lại đi, không có thấy camera nào. Xoay màn hình á, xoay màn hình ngang. Trời, trên điện thoại này em đâu biết đâu. Anh không có hiện camera sao mà em mời được.
có camera. Mà sao lại không ngồi lên được nhỉ? Ủa sao ngồi lên được nhỉ? Anh gửi lời mời trực tiếp vô trong chỗ lên coi. Sao nó toàn hiện ra like với cả cái gì này này? Một ai thôi để em chấm dứt cái diễn đàn này, em mở cái diễn đàn khác mời anh. Trong cái ghi vô trong cái bản lời khai, tôi phải quyết định phải ghi vô trong đấy rõ ràng tôi đi biểu tình. Biểu tình là đúng. Biểu tình để thể hiện lên cái ý kiến, cái chính kiến của người dân. Phản đối lại những cái quyết định sai trái từ trong bộ máy nhà nước. Cái đó là hoàn toàn là đúng thôi. Rồi nó cứ bảo là không, quốc hội là chưa thông qua luật biểu tình, anh xuống đường như thế là không được. Ở chỗ nào các bạn lên gõ coi, nếu mà quốc hội chưa thông qua luật biểu tình thì sẽ được ghi trên báo mạng các thứ để cho người dân biết. Ở đây làm gì có đâu. Cho nên những cái người mà đang nói cái khái niệm mà đi biểu tình là như thế này, quốc hội chưa thông qua hoàn toàn, những người công an an ninh được lệnh chỉ thị từ cấp trên xuống đưa xuống hết để bắt bẻ, để bắt bớ, để quy chụp vào tội cho người dân mà thôi. Các bạn cứ để ý đi đấy, y như tôi nói y như bao nhiêu người bị bắt vô trong đồn, người ta còn lén mà tôi không có đi biểu tình, tôi cũng đi như này đi như kia, tôi là cảm thấy là đoàn biểu tình này đông vui ra tôi bảo tôi góp vui kiểu như vậy. Cặp tôi khác, tôi từ xa tới thì tôi tới đây tôi đi biểu tình chứ tôi đi làm cái gì. Nó bảo là biểu tình là chưa thông qua đấy, mà tôi không biết mà tôi đi xuống đây biểu tình được ghi rõ trong hiến pháp và luật pháp. Còn nó không quy chủ vô tôi là nhận tiền. Đấy bây giờ trên báo chí nó đang là nhận tiền đi biểu tình mất 300 ngàn được một người. Đấy là nó che dối, nó giả dối mà thôi. Chứ tôi nói thẳng các bạn thì nghĩ từ đơn dương tôi đây ra, tôi ra ngoài Sài Gòn vừa đi vừa về hết 500 mấy, ra đấy biểu tình một ngày được 300 ngàn thì các bạn nghĩ tôi là người không khôn hay là người như thế nào hả? Đi nhận tiền để đi biểu tình bỏ ra cả 500 mấy, nói chung là cho tiền xe đó. Chưa kể ăn uống là hết 500 mấy rồi được 300 ngàn, kinh doanh đầu tư đi biểu tình lỗ quá. Ba trăm ngàn không đủ tiền xe đi, tiền xe về không được ăn nữa cơ, tiền xe mất không à, lên xe là vừa đi vừa về mất 400 chưa kể anh uống. Cho nó không quy chụp vô tôi được cái là đi biểu tình để nhận tiền. Nó cầm điện thoại tôi, nó kiểm tra Messenger tôi, bảo là mày cái thứ gì nó khoái, nó nghĩ là tôi livestream nhiều chắc tôi có nhiều mối đầu tư kiểu gì ấy. Đấy mày kiểm tra đi. Một hàng dài như tôi ủng hộ tiền nhưng tôi không nhận, nó đọc luôn đấy. Tao bảo tôi đi xuống đường bằng cái tâm của mình, bằng cái nhiệt huyết, bằng cái tình yêu đất nước của mình. Mà các anh bắt tôi như vậy, các anh đánh tôi như vậy. Đấy như các bạn thấy không? Trung Quốc đang làm gì ở cái chỗ Việt Nam? Mà người dân phản ứng như thế nào đến phía Trung Quốc? Còn cái bộ máy nhà nước này đang làm việc như thế nào? Những người công an này đang bảo vệ những quyền lợi nhân dân như thế nào? Đang bảo vệ nhân dân như thế nào thì các bạn biết rồi đấy. Nó coi người dân mình như thế nào đấy.
Còn cái chế độ này còn đáng để tồn tại hay không thì chính các bạn tự biết và các bạn quyết định. Có thông tin là ở Quảng Ninh đang Vân Đồn Quảng Ninh đang tiến hành dự án lập đặc khu. Thật sự là 3 ngày 3 đêm ở trong đấy mù thông tin, không biết cái gì thông tin ở ngoài hết. Điện thoại nó cầm nó giữ hết, mình không có liên lạc được. Mới đầu nó còn không cho ăn cơ, phải tự bỏ tiền ra để nhờ bảo vệ đi mua. Mà nó bảo nó đang tạm giam mình. Vì sao nó hết tiền thì sao nó không đi mua nữa. Tính không cho những người bị bắt giam giữ đây ăn. Chúng tôi bảo bây giờ không cho ăn cái gì. Là lần sau chúng tôi tuyệt thực các thứ ở trong đây luôn. Lúc đấy nó lo quá, nó phải chạy ra đi mua. Xong thì những người chỉ mang cái chức là bảo vệ thôi, rằng là dân phòng thôi mà vô hạt vẹ, nói những cái lời rất là khó chịu. Và nó coi người dân mình ra cái gì đâu. Nó còn bảo là bây giờ ấy, thì chúng mày ở trong đấy, chúng mày muốn đi vệ sinh thì đi cùng một lúc luôn. Thì bị cái chị gì, chị ấy bẻ cho mẹ, mỗi người đâu phải lúc nào muốn đi là đi đâu. Vệ sinh là tùy mỗi người chứ, mà nó còn nói kiểu ấy, nó coi người dân chúng ta không ra cái gì đâu. Thấy không? Sao rồi? Trên livestream này của tôi có. Tôi đi 3 chỗ đồn công an, các anh biết mặt tôi hết sạch. Tôi bảo tôi đã công khai minh bạch mọi thông tin. Tôi chẳng có cái gì che giấu vì tôi đang làm những cái điều công lý sự thật, chân thật. Tôi có cái gì che giấu đâu. Cầm được cái điện thoại của tôi khoái chí là bảo là chắc là mày như thế này, mày như thế kia. Đấy, cầm kiểm tra thoải mái, tôi có cái gì. Tôi sống vẫn đúng theo hiến pháp luật pháp của Việt Nam thôi, vẫn tuân thủ luật pháp của Việt Nam thôi. Còn các anh có tuân thủ không? Các anh đánh người, các anh bắt người, mà các anh bảo là các anh đang bảo vệ luật pháp, các anh đang bảo vệ cho nhân dân đây hả? Đúng là thiên đường xã hội chủ nghĩa có khác. Cố tìm mọi cách để quy chụp tội cho người dân, trong khi lại làm sai pháp luật, còn bảo vệ ngược lại những người công an đang hằn hạ, đang đánh đập nhân dân. Nếu các anh ấy mà chăm lo anh người dân thật thì thanh trừng bộ trong cái bộ máy ấy, trong cái nhà nước này, thanh trừng đi, loại bỏ đi những cái con sâu. Đằng này các anh nghe cơm người công an đánh người nhân dân, các anh không thèm quan tâm. Chẳng nhẽ công an được quyền đánh nhân dân à? À? Trong khi người dân không phải là tội phạm, không phải là cái gì. Các anh còn bảo vệ những người công an đánh đập nhân dân là làm sao? Là làm sao? Ai cho các anh cái quyền đấy? Cái áo của các anh đang mặc, cái điếu thuốc của các anh đang hút, cái ly nước của các anh đang uống, mà tất cả đồng tiền thuế của nhân dân chúng tôi đóng vào. Các anh là những người bảo vệ nhân dân, bảo vệ cho tổ quốc, mà các anh còn đi ngược lại. Các anh bảo tôi là phản động, tôi nói, tôi giải thích cho các anh biết, tôi bảo phản động mà đi ngược lại những lợi ích của nhân dân, đi ngược lại những lợi ích của tổ quốc. Các anh hãy xem lại những cái hành động của các anh đi. Các anh mới đúng là phản động. Cái điều đầu tiên các anh quy chụp cho tôi vào, các anh bảo là mày phải phạm mô cái tội này, phạm mô cái tội kia, thì các anh mới đủ bằng chứng để các anh giam giữ tôi cái gì. Trong khi các anh cũng đang phạm tội mà các anh không giải quyết tội của các anh, mà các anh còn am hiểu về luật pháp. Các anh là những người công an đấy, các anh có biết bảo vệ cho công lý không? Cái công lý ở cái chỗ Việt Nam mà quy chụp tội cho người dân, để bảo vệ cho cái chế độ này, bảo vệ cho cái đảng này đang làm sai pháp luật, đúng không? À, chế độ cái xã hội chủ nghĩa của chúng ta nó là như vậy đó.
nó quang vinh như vậy, nó vĩ đại như vậy đó. Tôi nói thật cho các anh biết, ngày mùng 10 tôi xuống đường như do ấy, là những người đi gần cạnh bên cạnh tôi, họ quan tâm đến tôi, họ cho tôi ăn, họ cho tôi uống, họ rất thân thiện với tôi. Họ bị bắt trước mặt tôi, họ bị đánh trước mặt tôi. Đến tối tôi về, tôi ngồi, tôi nghĩ và tôi ngồi nhà, tôi an toàn như thế này. Còn những người kia giờ ra sao, họ đang ở đâu, họ có bị làm sao không? Nó đánh vào cái lương tâm tôi. Thà rằng như ngày mùng 10 tôi bị bắt luôn đi, để vào đấy cũng chịu những cái nỗi đau cùng với những người bị bắt trong đoàn biểu tình. Sang ngày hôm sau tôi quyết đi theo những đoàn biểu tình, tôi đi tiếp, để cho các anh bắt, các anh đánh như nào tôi không quan tâm, để tôi giải thoát cái lương tâm của tôi. Thì sang ngày hôm sau các anh nói chung có theo dõi tôi, để lựa tôi vô trong địa điểm nào để bắt. Đã bảo rồi, cái chế độ này, cái xã hội này nó như vậy, luôn tìm mọi cách để quy chụp tội cho người dân, để bảo vệ cho cái đảng này, bảo vệ cho những người đang làm sai. Đấy, các bạn thấy, các bạn biết rồi đấy. Còn cái chế độ này nó đáng còn để tồn tại hay không ấy, do chính các bạn tự biết. Do chính các bạn tự biết không? Tôi cũng kêu mọi người xuống đường, xuống đường bằng cái ý thức hệ của mình, ý thức của mình. Mình cảm nhận được cái hiện tình đất nước, mình cảm nhận được cái hiện tình ở cái chỗ Việt Nam. Nếu các bạn chấp nhận cái sự ngu dốt cai trị, chấp nhận những sự khốn nạn, chấp nhận những sự bất công cai trị trên đầu của các bạn, trên người của các bạn, thì các bạn cứ việc ở nhà. Và đến lúc một ngày nó bất công tìm đến với cả các bạn, thì các bạn đừng có than thân trách phận, các bạn đừng có kêu gào cái gì. Vì chính các bạn đã chấp nhận. Như tôi đây, tôi không có chấp nhận, tôi xuống được. Mình cũng ở diễn đàn live stream này để mình biết cho mọi người biết là mình an toàn. Bây giờ hiện tại là mình đang ở nhà. Hôm qua mình cũng ở ngoài Sài Gòn, mình đang tính live stream rồi, nhưng mà mình có điện thoại nói chuyện với cả cha Tân. Cho nên là thôi, mình mệt, mình nghỉ. Cho nên mà mình ngủ từ trên xe, ngủ về tới đây thôi, mới ngủ dậy. Mình lên mở cái diễn đàn live stream này để cho mọi người biết. Còn tôi khẳng định với mọi người luôn, nếu một khi mà mọi người đã biết nhân quyền là gì ấy, một khi các bạn đã biết nhân quyền là gì thì các bạn biết rồi đấy. Ở Việt Nam không hề có nhân quyền. Cứ thử một lần xuống đường ấy, cứ thử một lần để bắt đi vô trong đồn công an ấy, rồi các bạn biết cái khái niệm nhân quyền là nó như thế nào. Những cái lời né của những cái người đã bảo vệ nhân dân như thế nào, nó coi chúng ta như súc vật. Nó nói thẳng luôn là đủ mẹ mấy cái thằng súc vật này á, đem đi bán chết cái mẹ nó đi. Đấy, nó coi người dân đấy, nó coi người dân chúng ta ra vai đấy. Nó bắt lê đi, nó bắt, nó kéo nó lê như con súc vật đấy, nó coi người dân chúng ta đấy. Còn công an trá hình nữa cơ. Khi mà tôi vô, tôi làm việc ở trong đấy, những người công an an ninh, những người cấp lớn, thì tôi mới biết được ấy, những cái lực lượng mà đi chìm ở trong cái số đoàn biểu tình là toàn những người như vậy ấy. Họ đi vô đấy, họ chụp hình để họ nắm bắt một số người để họ đi ngày 10 ấy, thì họ cứ đi trong đoàn, họ chụp hình các thứ gì, họ nhắm bắt được ai họ bắt. Còn những người mà họ đã để ý rồi thì dán cá sang ngày hôm sau, dù cỡ nào họ cũng bắt về thôi. Cho nên mà ở công viên Phạm Văn Đáo tôi cũng bị bắt hay không, ở ngoài Sài Gòn tôi bị bắt hay không thì về đây nó cũng bắt tôi thôi. Thả bắt luôn ngoài đấy luôn cho anh nhanh. Tôi bảo tôi sống cho chân lý, tôi sống cho sự thật, tôi sống cho công bằng. Chẳng có gì tôi che giấu ấy. Thích bắt tôi bắt lúc nào cũng được. Tôi có đi che giấu, tôi có đi trốn chui trốn nổi gì đâu. Nó bắt mà nó còn dùng những cái ngôn từ mà nghe là biết là đúng là nó là đầy tớ của nhân dân. Tao thích, tao thích tao bắt đấy, làm gì được tao, nó có nói vậy luôn đấy.
Đó, những người công an, những người đang bảo vệ Việt Nam, bảo vệ hiến pháp, bảo vệ công lý Việt Nam. Tao thích bác. Vô trong đồ nó đánh mà có ai thấy, tao ngã mà. Là người dân tự lao đầu trong năm đấm, cái đấy các bạn đọc báo các bạn biết làm gì. 3 ngày 3 đêm nó kiểm soát tôi, nó tạm giam tôi. Đi đâu nó cũng theo, đi đái nó cũng đi theo, đi cái gì nó cũng đi theo. Thế nào mà anh Nguyễn Hữu Tấn lại tự cắt cổ trong đồn công an 3 phát vào cổ. Đấy, các bạn xem đi. Đấy, các bạn cứ xem đi. Các ai chưa biết vụ ăn Nguyễn Hữu Tấn cứ lên mạng các bạn gõ từ Nguyễn Hữu Tấn. Cắt cổ trong đồn công an. Mình phải vào trong chỗ đồn công an thì mình mới biết ở trong đấy nó như thế nào. Cái sự quản lý ở trong đấy nó ra sao. Mà tôi khẳng định rằng những cái điều tôi đang nghĩ, những điều gì tôi đang nói hoàn toàn là đúng. Y lần trước tôi nói thôi, những lời tôi nói của tôi là đúng thì các bạn hãy tự suy nghĩ rồi đưa ra cái quyết định của mình. Nếu mà tôi nói sai, tôi mong rằng ai đó lên phản biện. Y như lần trước cái anh gì mà tôi yêu Việt Nam lên phản biện cùng với mình ấy, là mình biết là công an ăn lên luôn. Tôi nghe những cái ngôn từ đấy là tôi biết. Tôi nghe những ngôn từ đấy là tôi biết là công an ăn lên. Nhưng mà nó vẫn lên, nó bảo đâu phải công an, đâu phải cái gì. Ngôn từ đấy chỉ có từ trong công an mà ra thôi. Nào là Việt Nam chúng ta chưa có luật biểu tình, Quốc hội chưa thông qua. Thì nó vô tôi lên với tôi ngồi nói chuyện với nó quy tính quy chụp cho tôi là bạo động hay là bạo loạn hay là gây rối mất trật tự. Tôi bảo không, bạo động, phản động hay là bạo loạn ấy, nó là vấn đề khác. Tôi đây nó nói tôi đang đi biểu tình. Nó ghi vô. Nói chung là những ngày tháng qua ra Sài Gòn mới biết mình là ông chủ của cái đất nước này như thế nào, công dân của đất nước mình như thế nào, quang vinh của đảng của chúng ta ra sao, nhiệt huyết của những người lãnh đạo, nhiệt huyết của công an chăm sóc người dân như thế nào, mình được cảm nhận hết luôn à. Còn cái chế độ này, cái xã hội này nó còn đáng để tồn tại hay không thì do ý thức của người dân chúng ta thôi. Năm 1979 sao nhỉ? Trung Quốc đánh biên giới ở chỗ Việt Nam chúng ta, đánh 6 tỉnh người Việt Nam chúng ta, giết hàng ngàn người Việt Nam chúng ta. Lợn của nó là gì? Gặp người Việt Nam giết sạch, hiếp sạch. Tôi đang nói là tôi đang live stream mà không có ai điện thoại gì hết nhá. Giết sạch, hiếp luôn, hiếp xong giết luôn. Việt Nam chúng ta quan ngại. Đấy là từ Trung Quốc không dám ghi vào trong lịch sử chiến tranh biên giới. Các chiến sĩ ở đảo Gạt Ma, Trung Quốc có bắn ta bằng đại bác, chúng ta phải bắn lại bằng tình hữu nghị. Kết quả tất cả những người lính ở chỗ đảo Gạt Ma chết sạch. Trung Quốc đem giàn khoan HD vào Việt Nam cướp dầu người Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta quan ngại, đang bị mất đi tài nguyên của người Việt Nam chúng ta, còn bị các ngư dân ra ngoài Biển Đông vỗ trúng lãnh thổ của mình, đánh cá trên Biển Đông, trên vùng lãnh thổ của mình. Còn bị tàu lạ là tàu Trung Quốc nó bắn giết, Việt Nam chúng ta vẫn quan ngại. Trung Quốc đã chiếm hoàn toàn Hoàng Sa, Trường Sa. Bây giờ các bạn lên Google Maps các bạn có không thấy Hoàng Sa, Trường Sa đấy. Trung Quốc đã hoàn toàn kiểm soát, quân đội Trung Quốc đã vào Hoàng Sa, Trường Sa hết rồi. Giờ đừng có nói với tôi là Hoàng Trường Sa là như thế nào. Trước mắt là ở Việt Nam chúng ta đã mất rồi. Việt Nam chúng ta vẫn quan ngại. Đưa những cái quốc hội lên bù nhìn. Bù nhìn. Đừng vì mấy cái hòn đảo nhỏ bé đấy mà cắt đi tình hữu nghị. Bạn vàng 4 tốt 16 chữ vàng gì gì đó. Dân chúng của chúng mày cướp đất, đầy đọa con dân không có đất, không có nhà mà ở. Chúng mày có đất, chúng mày đi bán, đi cho thuê, cho ngoại bang thuê. Cái sự lãnh đạo tài tình của chúng mày là các bạn nó coi trọng Trung Quốc như thế nào rồi đó. Mở cửa khẩu cho Trung Quốc vào Việt Nam, không kiểm tra visa. Trung Quốc bây giờ tràn lan ở chỗ Việt Nam.
là các bạn biết là nó coi trọng Trung Quốc như thế nào ở trên cái chỗ vùng lãnh thổ người Việt Nam. Người dân xuống đường biểu tình chống Trung Quốc, điển hình như là năm trước ở ngoài nhiều chỗ biểu tình về Hoàng Sa, Trường Sa thì bị công an lực lượng đánh bỏ tù, đánh cả đổ cả máu. Gần đây với những cuộc biểu tình chống về cái ba cái đặc khu này, đừng có nói tôi là không phải là Trung Quốc. Nếu các anh tìm hiểu kỹ, ba cái đặc khu này đã bán từ lâu rồi, đã cho thuê từ lâu rồi, phải có nguồn tin chính xác từ trong nội bộ đảng đưa ra thì mới người dân mới biết rõ là đúng là Trung Quốc, thì những cuộc biểu tình này nó mới diễn ra, thì vẫn bị đàn áp, có đàn áp, có bắt bớ, có bỏ tù, có cầm. Còn cái sự lãnh đạo, còn cái sự quan tâm của phía bên công an, ở phía chính quyền như thế nào thì nó coi người dân mình không ra một cái gì đâu. Ở ngoài nó là nói là quang vinh chăm lo cho dân, do dân mà vì dân. Chính tôi chứng kiến đây, cái điều đầu tiên là tôi ở chỗ công viên Phạm Phú Não, tôi hoàn toàn trong cái ngày đấy, kể cả ngày 10 tôi xuống đường tôi biểu tình ôn hòa, tới ngày 11 không phạm một cái lỗi gì trong hiến pháp luật pháp của Việt Nam. Nếu mà các công an mà bắt tôi ở chỗ tôi ở chỗ công viên, ở chỗ Phạm Phú Não, Phú Não tôi không biết, tôi ấy không biết đường ở chỗ ngoài Sài Gòn, các anh bắt như thế là bắt cóc chứ còn là cái gì. Các anh bảo có bằng chứng để quy tôi vô cái tội gì, nếu mà chưa đủ bằng chứng chứng cớ hay cái kiểu gì mà các anh bắt người như vậy là bắt cóc, đưa lên xe vô đồn đánh tôi nữa hả, còn bảo tôi có nhìn thấy không, thế yếu, tao ngã mà tao đâu có đánh đâu, tự va vào nắm đấm của mày cái gì, hay là tự va vào cái chân của mày cái gì, đúng không? Rồi để tôi kể, nói chung là tôi bị nhốt ở trong trong đồn công an thì nó đưa tôi ba chỗ phạm đồn công an Phạm Ngũ Lão, cả bên chỗ Tân Bình với cả bên chỗ bên cái chỗ gì Phùng Hưng gì mà B gì tôi không biết, đồn công an chỗ cuối là đồn công an An Ninh, nó bảo nó tạm giam ở đây tôi ở đấy là 3 ngày 3 đêm. Trong khi tôi vẫn chưa biết tôi phạm cái tội gì. Cái tội của tôi ấy, là tội yêu nước. Tôi không muốn Trung Quốc thuê ba cái đặc khu này, dù tôi biết là các ông đã ký kết từ lâu rồi. Tôi xuống tôi phản đối những cái ký quyết sai của các ông. Nếu các ông làm đúng thì tôi chẳng xuống làm cái gì. Biểu tình ấy là thể hiện lên cái chính kiến, cái ý kiến của người dân. Các ông đừng có đánh cháo khái niệm, các ông không bắt bẻ gì được tôi đâu, như những người khác vô ôm hè mới đi biểu tình, mới đi báo loáng á. Những người dân Sài Gòn, tôi nghe giọng tôi biết ở đâu, một số là người miền Bắc, nhưng đa số là người Sài Gòn, mà người Sài Gòn đi theo chế độ cộng sản á. Ôm hè mới đi biểu tình, mới đi báo loáng, mới đi phản động, mới đi như này đi như kia, thì những cái người mà chưa nắm bắt được cái khái niệm là biểu tình. Khi các bạn xuống đường, các bạn đi biểu tình thì các bạn phải nắm bắt được cái khái niệm biểu tình là gì. Biểu tình hoàn toàn là đúng. Chúng ta đi phiên diện ôn hòa, chúng ta không có kích động bạo động một cái gì hết. Cho nên nhiều người mà nắm bắt chưa được luật, với cả chưa nắm bắt được cái khái niệm là biểu tình thì vô trong đồn công an nó dễ bị bắt bẻ lắm. Y như tôi này, nó bảo mày đi đâu ấy, mày xuống đường mày đi đâu à, bảo tôi đi biểu tình, lờ luôn. Nhiều người mà yếu lý yếu luật mà không nắm bắt được những cái số mà biết mà biểu tình là gì ấy, cả mình đi ra sao các thứ ấy, thì các bạn dễ bị vu vô mấy cái tội bạo động bạo loạn các thứ gì đó. Cái nắm bắt chắc cái lý là chúng ta đi biểu tình ôn hòa cho đất nước, cho dân tộc này, phản đối lại những cái quyết định sai. Tôi dám cá các bạn vô đấy, các bạn chẳng bị làm sao, y như tôi không.
nó chẳng y quy kép ép tôi vô cái tội được gì ấy, vô cái tội gì. Tôi nói thẳng, tôi từ đơn dương xuống đây tôi biểu tình, tôi phản đối lại những cái ý cái quyết định này từ trong bộ máy nhà nước. Tôi chẳng làm điều gì sai ấy. Cái sai là sai của các anh. Đầu tiên các anh giữ người, các anh bắt người, các anh còn đánh người trong đồn công an. Y như cái ông vì sau có anh gì làm việc với tôi ấy. Nói chung là nói chuyện cũng lịch sự thì mình cũng lịch sự lại thôi. Mình phủ đầu trước mình bảo à, cái công nhân anh ấy cũng nói chuyện là cũng được. Anh ấy là người giám cát thì các anh là công an, các anh là công an, các anh là những người bảo vệ pháp luật, bảo vệ hiến pháp. Là các anh người, các anh là phải anh hiểu về luật pháp. Mà các anh còn đè lên pháp luật, các anh còn đè lên luật pháp, các anh đè đầu cưới cổ người dân, thì các anh còn xứng đáng là mang cái danh công an không? Công an nhân dân không? Cái điều đầu tiên anh giữ người như thế này là có đúng luật pháp không? Trong khi tội danh của người ta là như thế nào? Sao anh cứ đè ép là người dân phải vô cái tội này, vô cái tội kia? Cái chế độ gì nó như thế này? Bộ máy nhà nước này làm việc như thế nào? Toàn tìm mọi cách để lừa dân, để ép dân vô một cái tội gì đấy. Các anh bảo là các anh bảo vệ cho công lý, các anh bảo vệ cho người dân. Khi người dân chúng tôi này, tôi bị đánh trong đồn công an này này, tôi bị những người công an bị đánh này, các anh lé hết sạch. Và làm sao? Các anh đang bảo vệ cho người dân hay các anh đang quy chụp tội cho người dân để bảo vệ cho những người công an đang làm sai luật đấy? Thì các anh là cái gì? Các anh là cái gì? Nhiều người bảo chúng tôi ăn tiền thuế của nhân dân này, chúng tôi là từ dân ra này, chúng tôi phục vụ cho tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tôi chỉ nói về cái vấn đề đấy thôi. Tôi chưa biết tôi là phạm cái tội gì mà các anh bắt tôi, các anh đánh tôi. Các anh hù dọa, các anh sỉ nhục tôi nữa. Còn những các anh làm sai tôi cũng lên án, các anh lại lé đi. Thế cái công lý của Việt Nam ở đâu? Công lý của Việt Nam ở đâu? Cái pháp luật của Việt Nam làm như gì? Tôi biết các anh đang theo